bản thân của mình khi học Phật mình hiểu nhân quả, quý vị nhớ nè, cái nhân cái quả trong cuộc đời này là do mình gầy ra mà nó đến với mình như vậy không đấy đó. Nên khi mình có con cái mình thường cứ nhắc nó suốt để mà cái nhân cái quả này nó điều chỉnh lại. Tâm nguyện của mình như vậy phải mạnh dạn, phải gây dựng cái tâm nguyện như vậy cho thật mạnh. Thí dụ như bây giờ mình muốn đi vô chùa mình tu, mình viết ra mấy tờ di chúc mình đưa cho một hai người trong nhà chuẩn nhất, xong rồi mình cầm theo một tờ mình đưa cho ông thầy. Trời ơi, đúng là trong cái cuộc đời này ghê thiệt chứ, mình thấy đúng là mình nuôi con người mình mới thấy kinh thiệt. Quý vị biết rằng là những đức nè, có khi mà nuôi cha mẹ người ta mà khi mà mắt họ còn vô làm khó những đức, vô kinh kênh đó quý vị. Có một lần mà ông cụ ông mắt, mà khi mà ông có tâm nguyện, ông thường nói với mình là sao này ông mắc xong không được ở trong chùa lo hậu sự này kia đàng hoàng vậy đó, mà khi mà ông mắc nó vô nó đem cái xác về nó muốn đem về nhà nó làm. Mình thì một con người đến với một con người, vậy mình đã làm rồi mình làm cho tới, chứ mình đừng có nghĩ cái chuyện mà đụng chạm với mình rồi đụng một cái là mình cứ đem đi khỏe khỏi làm. Nếu mình như vậy thì ai theo mình mà yên tâm? Cái hội chúng người ta đến với mình, người ta ở chùa hơn 1.000 người, là người ta phải tin tưởng người này sao người ta mới đi theo người này chứ, trời đâu có giỡn đâu. Sao mà đi theo người này đông dữ vậy? Là do người này họ lo mà họ ghen, họ đụng chuyện họ không sợ, hiểu chưa, người ta mới theo. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình đụng chuyện mình phải giải quyết cho tới cùng luôn. Từ khi là không được thì thôi, chứ mình phải làm cho tới, chứ không có làm lừng chừng được. Tâm nguyện của ông lúc còn sống, ông muốn như vậy. Ông thường nói với tôi như vậy. Bây giờ tôi nuôi ông, tôi quyết định mạnh mẽ. Vậy mà mấy đứa con nó kênh cầm điện thoại liền bóp bóp bóp. Nói mày đập đầu tao cũng không sợ, đập điện thoại. Tự nhiên đập điện thoại vô duyên. Thấy không? Đứng sau lưng mình đập điện thoại bóp bóp, nó vô duyên ghê. Thấy chưa? Kinh khủng quý vị, không đơn giản chợ. Mình nói nó đó là quan gia đó, nó hăm dọa mình, hù mình. Cuối cùng mình nói thôi kệ mày chứ mày đập gì mày đập. Nó mà cái tư tưởng mà đấu tranh cuối cùng mạnh mẽ, mà ông được ở trong chùa lo hậu sự đàng hoàng, mà cuối cùng mấy con quan gia đó phải xanh mặt xanh mày, quý vị, nó không đơn giản. Mình phải mạnh mẽ mới làm được hết trời. Chứ nếu mà mình mà nhút nhát là thôi, nó hù mình chạy mất dép. Nó vừa đập điện thoại này đập chúng mình chết. Thôi được rồi, mày đem đi. Thua rồi đúng không? Quan gia cũng không đơn giản đâu quý vị. Có những loại quan gia mà mình không có thể nào xìu bên ẩn nó được. Có những loại quan gia mà mình phải ghen với nó mới sợ, thấy không? Còn có những loại quan gia mà mình ghen rồi mà nó vẫn không sợ thì mình phải xìu. cái ngộ lạ lắm quý vị. Thế có nghĩa là trong cái cuộc đời này nếu mình cứng mà không được thì mình phải mềm. Mà mình mềm không được mình cứng. Mình làm nhiều cách thì coi cuối cùng nó được cái chỗ nào. Nghĩa là mình hết lòng hết dạ quý vị. Nên tại sao mà các cụ có tin tưởng như Đức bà vô chùa bà tu đông dữ quý vị, người ta đi theo như Đức quá trời đông. Người trẻ đâu cũng đi theo 7-8 năm trời không gì nhà. Con người mình phải có phản lãnh gì, có gan dạ gì. Mình sống với con người ta làm sao ta tin tưởng, giống như ta giao mạng cho mình vậy quý vị. Làm việc mà ta không đi về nhà mà. Có nhiều cô trẻ mà 7-8 năm không về. Từ vô chùa mà ấm nhóm nhất mà ở chùa mà giết mập lùn luôn. Cha mẹ vô nhìn không ra thì coi, tại vì không về nhà. Lâu lâu mà cha mẹ đồ vô nhìn đâu không biết luôn, tại vì không đi về nhà gì hết. Ở chùa không, mà cấp vô chùa đi nhìn có chút xíu giết giờ mặt quá trời, giết thay đổi hết luôn, đâu biết đâu quý vị. Nên từ nơi đó mình nói rằng là mình phải như thế nào. Nên sống trong cái cuộc đời này những đức nhìn thấy rõ ràng sự trở ngại người thân mình bên cạnh đó quý vị. Có khi mình đi gặp người này người kia, mình đi ngăn ngừa đủ chuyện, nhưng mà không ngờ con quan gia nó bên cạnh mình. Quý vị coi, có khi mình sợ trộm cướp đồ ngoài vô lấy tiền, nhưng mà con mình nó lấy tiền mình trở tay không kịp. Gặp trường hợp gì đó quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà có khi con mình, người thân mình
Người mình thương yêu nó lại là quan gia. Lạ kỳ. Nên có câu chuyện như Đức kể thấy không? Cái con quan gia này đến nó đòi nợ. Thưa vua Diêm Vương rằng: tôi làm con để đòi nợ. Vua Diêm Vương nói: sao mày không làm cha hả? Sao mày không làm cha làm mẹ? Mày không làm cha làm mẹ mày đòi nợ, mày đi làm con mày đòi nợ. Ngu ơi, sao mày làm con gì vậy? Nó không, Vua Diêm Vương không khôn. Làm con đòi nợ mới ngon. Tại vì họ mang mình cực khổ, họ đẻ mình ra họ mới lo. Họ làm cực khổ đem gì cho mình ăn. Họ thương mình, họ thương quá trời thương. Thì đến lúc mình trở mặt với họ, họ mới đau khổ. Thương quá mà trở mặt mới đau khổ. Vua Diêm Vương nói: mày cũng hay, tính cũng được. Con đòi nợ ngon, thấy chưa? Chứ làm cha mẹ thì lo cho con không mẹ, mà đòi nợ cái gì? Hiểu không? Làm con đòi nợ mới đặc biệt. Đó. Một là làm con, hai là làm chồng, ba là làm vợ, để đòi nợ nhau. Chứ cha mẹ mà đòi nợ con thì cái này nó ít lắm. Tại vì cha mẹ lo cho con đòi nợ cái gì? Nó ít có làm quan gia cha mẹ mà đòi nợ con lắm. Hiểu chưa? Nhưng mà con, vợ chồng thì đòi nợ nhau dễ. Tại vì cái tình thương đó đó quý vị, nó gần gũi quá. Mà nó chở mặt một phát là làm nhau đau khổ dữ lắm. Đó nên quý vị cẩn thận nghe. Một là con, hai là vợ và chồng. Thấy không? Cha mẹ cũng có nhưng lại ít hơn là vợ chồng và con. Đó. Nên cẩn thận đó, trở tay không kịp. Nên nhất là cái đứa con nào mà mình thương nhiều nhất, cái đứa con nào mà mình thương nhiều nhất, mình nghĩ nó nhiều nhất, mình lo cho nó nhiều nhất, mình bận tâm nhiều nhất, là đây là quan gia lớn nhất trong cuộc đời mình. Đi kiểm qua chỗ đó thì sẽ biết liền. Đó, thí dụ như bây giờ mình thương người ta đến mức mà cái gì mình cũng nghĩ cho người ta, mình lo cho người ta quá trời luôn. Mình lo, mình sợ, mình đau khổ đủ chuyện. Đó là mình nợ nhiều nhất đối với người đó đó. Đi kiểm qua chỗ đó là bị biết liền. Nên mỗi một con người mình nghe Phật Pháp nó cởi mở được quý vị. Mà trong cái lúc mà sống trong cuộc đời này mà nghe Phật Pháp nó sở được sợi dây quan gia. Sở được chứ không có giỡn đâu. Nó giống như có một cái cô đó, mà cổ với chồng cổ sống với nhau, mà sau này không sống với nhau nữa. Mà cổ nói rằng là nó thật sự với thầy. Hồi đó mà mới chia tay á thầy, mà thường gặp mặt lâu lâu gặp một lần. Chậu con ghét cay ghét đắng. Con gặp mà con ghét mà không lẽ con bay con đá. Trời sao vô duyên chẳng. Thì thương thì bây giờ không thương nữa thôi. Chứ sao mà gặp bay vô đá làm chi. Vậy mà bà lơ bà nghe gì Đức Giảng viết. Bà nghe gì Đức Giảng viết quý vị. Xong bà gặp như bà nói: thầy đúng là hay. Con nghe thầy giảng viết bây giờ con hết muốn đá. Ngộ tới ghê không? Nó sợ cái dây đó quý vị. Nói tự nhiên con hiểu ra rằng là còn thương thì đến với nhau, còn hết thương nhau thì còn bạn bè. Sợ cho dây quan gia ra. Nếu như ngày xưa mà con nghĩ mà con bay lên con đá hoài, thì khi mà con chết đi cái sợi dây quan gia này nó buộc lại, biết đâu đời sau tiếp tục. Làm vợ nữa là sao? Tại vì nợ duyên là nó nghĩ nó ghét cũng là duyên đó. mà là ác duyên. Rồi duyên đó rồi mình nghĩ mình đá là nợ, nên cuối cùng mình nợ với duyên nó kết lại, đời sau biết đâu mình làm vợ nữa. Nên bây giờ con hiểu rồi, bây giờ thôi con thông cái tâm, con không có muốn bay lỡ đá nữa. Con gặp con chào bình thường, nó mỗi lần con gặp nhau Ai Di Đà Phật bình thường, nó tự nhiên hóa giải cái tâm. Quý vị thấy không? Nên đối với quan gia mà mình nghe đạo mình mới hiểu để hóa giải. Nếu như mà mình mà đã là xa nhau không có sống với nhau mà mình còn cái tâm hận, cái tâm ghét á, là cái này còn nợ. Thì kiểm nghe, trong cái cuộc đời này bị nhớ là khi quý vị còn hận, còn không thích là còn nợ. Còn nợ. Kiểm ở chỗ này là biết liền. Nó hoặc là gặp cái là tự nhiên là còn nợ. Tại vì nợ nhân đây là gọi là nghịch nợ với nhau. Cái nợ nhân nó không thuận mà nó nghịch, nên nó gặp nó còn kích động được. Còn nếu nó không có duyên, không có nợ gì là tự nhiên nó không có gặp. Còn nếu mà có còn duyên,
Còn nợ mà mình xả được cái tâm, mình thông được cái tâm là nó không có bị cái gì nữa chứ. Thì đây là quá giải được rồi đó quý vị. Nó nên ai mà sống với nhau mà khi xa nhau mà nói hận nói ghét là đây là còn duyên nợ nè, mà là ác duyên ác nợ. Thấy chưa? Phải xả liền cái tâm này, phải sở ra để đời sau nó gặp lại nó không có còn như vậy nữa. Nó hoặc là mình về cực lạc rồi mình gặp lại là bạn lữ, còn nếu không là trở ngại gì lớn dữ lắm. Bây giờ đi đến chùa tu mà nhiều phái nữ này nè, mà nhiều bà nó cũng có cái sự mà trở ngại gãy gánh giữa đường giữa chừng. Nên mình á phải sở cái tâm ra liền. Nó lâu lâu mà kiểu như mà hai vợ chồng mà xa nhau mà chồng đến thăm con rồi đó, hoặc đến nhà đồ thăm con rồi đó, thì mình gặp mình A Di Đà Phật hoặc là bình thường thăm con cái bình thường, mình không có kiểu như mà hách mít rồi chữ mắng la gầy, mình đừng có gì để chi, để không có gầy cái duyên nợ sau này nữa, nó sở luôn, hiểu chưa? Nghe như vậy rồi mấy bà biết rồi đó, hiểu chưa? Có cái cô này ở bên nước ngoài, cô nghe những đức chia sẻ Phật pháp á, bà không có nhắn tin mà bà giống như bà nói mà bà thu âm là bà gỡ tin nhắn vậy, bà gỡ, bà nói rằng là ông thầy này giảng được nè, mỗi lần nghe ổng là vui à, có khi buồn quá trời buồn luôn, bực bội chuyện này chuyện kia vậy mà nghe ổng cái vui à, mà nghe ổng cái chuyện mắc cười quá à. Hôm qua chú Kiện bật lên cho những đức nghe, nó nói là nghe mình giảng mắc cười quá à, mà khi vui rồi tự nhiên hết trơn buồn. Đúng rồi, ông thầy này ổng nói đúng, mới nghe thì nói thấy ổng nói sao quỳ vốn gì đâu mà vui là duyên thuốc trị bệnh buồn, mà buồn là duyên thuốc trị bệnh vui. Ông nói sao lạ ghê, mà đúng rồi, vui là tự nhiên trị bệnh buồn, mà mình buồn là tự nhiên mình không có vui. Đúng rồi, buồn là duyên thuốc trị bệnh vui à, thấy chưa? Ngộ vậy đó. Thì thấy rõ ràng khi bị vui rồi là cho quý vị đâu có buồn đâu, mà khi bị buồn lại bị không có vui, đúng không? Quá đúng luôn. Nó quá đúng luôn rồi, khỏi gì nữa. Vậy thì bây giờ mình phân tích rất là dễ hiểu để làm chi? Để mình đừng có buồn. Mình đừng có buồn thì mình phải vui. Mà mình vui thì mình phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì mình mới vui. Đó, ngộ ghê. À, cái tâm của mình mà nghĩ Phật là mình sẽ vui à. Tại vì cái chữ Phật là nó giải hết. Nó giải, chữ Phật là nó giải. Nó quá giải. Nên cái chữ Phật này, mình niệm danh hiệu Phật này là nó quá giải. Nên mình thường niệm danh hiệu Phật là nó quá giải à. Hồi sáng qua gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng kêu vô gặp. Hòa Thượng nói mấy cái dãy nhà này sắp xong rồi đó, ông chuẩn bị đi. Mấy dãy nhà này sắp sửa xong hết trơn rồi, ông chuẩn bị đi. Tôi nhờ Phật tử cúng dường được 350 cái giường một dãy, với 350 cái tủ, là nhà 4 tầng đó đó, là 350 cái giường, 350 cái tủ. Còn cái kia là chưa có chuyện đó, ông tính đi. Sao như đứa nghe Hòa Thượng nói gì, như đứa nói hỏi cái đó để con Hòa Thượng. Hỏi cái đó cỡ nhiêu tiền Hòa Thượng? Nói chắc cũng 500 triệu á. Nói thôi để con đi, ở chừng nào cũng có tiền con đưa cho Hòa Thượng. Có nghĩa là mình thấy Hòa Thượng ổng lớn tuổi vậy. Ổng lớn tuổi, 80 mấy tuổi à. Bây giờ ổng còn lo mấy cái chuyện mà từng cái giường cho mấy bà già nằm. Mình còn trẻ gì mình phóng khoáng một chút, không có gì đâu. Mình cái tâm mình gì nó có phước quý vị, hiểu không? Nghĩa là mình chỉ cần tiết kiệm một chút, mình lụm lặt gom góp một chút thì nó cũng có được số tiền đưa cho Hòa Thượng. Để ông làm giường đồ, ông mua giường, mua tủ đồ để lo cho các cụ. Cái niềm vui Hòa Thượng mà. Nên khi mà thầy trò đến với nhau mà cái tâm gì tự nhiên sống nhau nó bền lắm quý vị. Quý vị biết rằng giữa con người với con người mà sống nhau không bền, chỉ có cái đồng tiền nó chen vào ai cũng muốn giữ để túi riêng. Khi tình bạn mà nó có đồng tiền mà ai cũng muốn kiếm á, mà bỏ túi riêng á, là không có tình bạn chơi thân nha. Những đức ngày xưa, những đức khi biết một người này, có nghĩa là ông rất là đặc biệt,
Nhưng ông có một cái tính là ông rất nặng về tiền. Ông rất nặng về tiền. Khi mà mình gần gũi, mình thấy rõ ràng ông rất nặng về tiền. Tuy là ông nói buông xả rất là mạnh, nhưng ông rất nặng về tiền. Mình nhìn rõ ràng mà nói ông này nặng tiền, rất nặng tiền. Và tự nhiên mình đứng phía sau, mình nhìn, nghe quý vị mình nói nè, thì ra là ông không có chơi với ai lâu được, là chỉ đúng có một cái là ông rất nặng về tiền. Khi đi đến đâu gặp ai là tự nhiên mỗi người đều có góc độ tiền cầm về. Mà đã là có góc độ người tu gặp người tu mà toàn gặp là kiếm tiền, ai cũng kiếm tiền, thì không thể nào hai người này chơi với nhau lòng. Chỉ có là một người kiếm tiền, một người không cần kiếm tiền mới chơi lòng, mới chơi lòng nha. Bởi vì từ cái góc độ đó Như Đức nhìn ra, thì Như Đức nói ô như vậy thì cuộc đời của mình mà khi đến với ai á, mà mình muốn chơi lâu với nhau thì chỉ có cái là mình phải buông được tiền. Mà nó không có không tiền đâu quý vị. Càng buông thì nó lại càng có nhiều. Mà càng có nhiều thì mình phải càng buông. Quý vị phải nhớ nè, nước nó phải lưu thông suốt luôn, tiền nó phải cần lưu thông. Nên mình là người có phước, có điều kiện, có tiền là phải biết lưu thông đồng tiền. Mà càng lưu thông đồng tiền thì đồng tiền nó càng nhiều, nghe quý vị. Ồ, những đức nói mà một năm như vậy biết bao nhiêu những đức dùng mà nói. Kinh khủng luôn, quá đáng sợ luôn, đồng tiền này lưu thông hoài cũng không hết luôn. Giết rồi tự nhiên trong lòng những đức có một cái cảm giác là những đức không thể nào xài tiền hết được. Vì những đức dùng tiền nó quá lưu thông quý vị. Mà lưu thông lợi ích cho người ta không à. Còn nếu như những đức chữ là nó có chuyện quý vị. Chữ là nó có tai họa liền đó quý vị ơi. Chứ không phải chuyện giỡn đâu chợ. Mình là người tu mà mình chữ tiền là nó có tai họa đến với mình liền đó. Nó là tích tài là tích tai mà. Nó thí dụ như mình giàu quá mà mình keo kiệt đi, con của mình nó lại là phá gia chi tử vô nhà mình. Đó tai họa đó, thấy chưa? Rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó mình là người tu, chỉ cần mình có điều kiện có tiền, mình làm việc cho chúng sanh đi. Càng làm thì nó càng nhiều, càng làm thì càng nhiều. Mà cứ làm lợi ích. Như hòa thượng đi, chỉ cần hòa thượng ai cúng dường tiền là ngài xây dựng liền. Đó là nguyện của ngài rồi. Cúng dường tiền là xây dựng liền quý vị. Nó như lễ vía rồi quý vị về bị cúng dường đi. Bây giờ còn bữa nay mùng 4 đi, còn có 12 ngày nữa lễ vía nữa, đúng không? Bây giờ là chuẩn bị chân gẳng rồi ha. Có một cái cô này cổ ở nước ngoài nghe quý vị. Mà bị hởm cổ về mà cổ dẫn cái sớm cổ đó. Mà cổ dẫn 300 người đi. Mà chuyến này bà dẫn được nhiêu biết không? 550 người đi. Kinh khủng thiệt. Chỉ có đúng một cái vì biết bà làm gì không? Bà đầu tư. Bà dẫn bà bao sạch nhách luôn, bao hết tiền luôn. Nghĩa là bỏ tiền hết cho đi, đi không trả tiền cắt ạt nào chứ. Đi chậu là chậu, đi thì ghê thiệt. Tuy có cái vé xe vậy đó quý vị, nhưng mà mình mà thí dụ như làng quê mình mà người ta chưa biết tu đúng không? Mình mà chỉ cần rủ lên chừng vài chục người thì mình kêu nó đi bố cáo lên, thông báo lên. Thông báo là cái chương trình đi không tốn tiền. Chậu nó đi cho bà thấy. Nó kéo nóc nó ra đường đi ầm ầm vậy đó hả? Lạ vậy đó. Nhưng nhớ nghe, ban đầu là phải dẫn dắt từ từ, dẫn cho nó đi. Thí dụ như dẫn mấy trăm người vậy, nó lượt tới lượt lui, cuối cùng bao gì cũng còn trăm. Là trăm nó làm trăm cốt đó quý vị. Nó được quen rồi đó. Nó được là thế vào thành trưởng đoàn liền, không nói vòng vo chứ nha. Mà ban đầu phải đầu tư nghe. Đầu tư một phát, nhưng mà mình có điều kiện mới đầu tư. Cái bà này bà có điều kiện. Những đứa hướng dẫn bà, những đứa nói bà chết không có cầm theo đâu. Bà chơi cho tới bờ qua đá đi. Nó còn chơi luôn, sợ gì? Dẫn người đi tu mà sợ gì đúng không thầy? Nói làm đi mà sợ gì? Bèo bèo gì nó cũng đến, nó lại Quan Âm chứ. Nó không lại nó cũng ngồi đâu, nó cũng dính. Bà nói mà ngộ thầy ơi, con dẫn đi nó khoái nghe thầy giảng lắm. Đúng ra nó chưa có muốn lại đâu thầy, nhưng mà thầy giảng xong nó lại ầm ầm vậy đó. Thầy thấy không, cái giảng nó quan trọng tới ghê chưa. Giảng cho người ta hiểu quý vị, hiểu rồi người ta mới tu đó. Nên những đứa mới kèm vô cái chuyện cầu an cho người thắng, cầu siêu cho người thắng. Ai cũng thương người thắng. Bây giờ cầu an cho người thắng thì ta cố gắng tu, cầu siêu cho người thắng ta cố gắng tu, thấy chưa? Từ nơi những cái điểm đó mà người ta nỗ lực hết mình. Nên mình làm trưởng đoàn là duyên rất dày, làm tới đi đừng có sợ.
mấy cái bà trưởng đoàn mà nhiệt tình mà tu, nghe dẫn người ta đi tu, mấy bà phớ phớ, đừng có sợ. Thôi trời, đừng có lo, mấy bà mấy ông đâu mà dẫn đoàn được, cứ làm tới đi, đừng có sợ gì chứ nghe. Đầu tư đi rồi sao mấy ông sẽ thấy thành quả, mấy bà thấy thành quả của nó. Thật sự mà nói, trong cuộc đời mình mà toàn là người tu bên cạnh mình không nghe, quý vị biết rằng nó tạo thành cái mảng con người tu, xong á nó tạo thành một cái đường dây mà gọi là ai khổ là giúp, nó giúp đỡ qua lại nhau hết trơn, nó không có khổ. Nó lạ như người tu nha, mà mình đã giúp người ta là mình có phước à. Mà cái phước mà có rồi thì tự nhiên nó đến với mình. Cái đường này không đến, đường kia đến, đức tin 100%. Quý vị chỉ cần có phước thôi là đường này không đến, đến đường kia. Người ta chặn đường này đi đường kia, người ta chặn đường kia đi đường nọ, chặn đường nọ lên lóc nhà xuống. Đây nè, những đức nói là khi những đức mà có phước, những đức nhìn rõ ràng là tự nhiên dù quý vị có chặn cỡ nào nó cũng đến với những đức à. Làm cái gì cũng có, nên những đức tin tưởng dữ lắm. Nên khi mà Hòa Thượng mà kêu những đức cái gì, những đức nói à làm đi Hòa Thượng, nói ồ gì nhiều tiền lắm á, chị làm đại đi Hòa Thượng, cái gì đâu sợ. Hòa Thượng nói bây giờ tôi định cắt cái nhà 85 thước kế bên đây, tôi xây một đạo tràng nữa tiếp tục, mà nhiều tiền dữ lắm á. Những đức nói móc móng đại đi Hòa Thượng, móc móng đại đi. Chúc quý vị của anh kia thấy đập ầm ầm bên đập cái nguyên cái nhà bên đấy xây lại, ngang cái chùa này ngang qua nó có cái nhà cấp 3. Nó Hòa Thượng đập đại đi. Hòa Thượng nói ừ để chút tôi qua tôi kêu nó đập đại. Giờ đập kinh liệt bên kêu xe vô đập bóp bóp bên. Thì đức nói Hòa Thượng cứ đập đi, rồi dĩ Quan Âm nó đến đông á nó thấy. Hiểu chưa? Mình phải làm cho ta thấy, thấy người ta mới làm. Chứ mình kêu người ta có mình mới làm, không bao giờ mà có đâu. Mình phải làm, tao thấy, tao thấy rồi người ta mới làm. Nó bây giờ ngay dưới Quan Âm ta về đông đông, mình lôi nhà cửa mình đập. Hiểu chưa? Kêu xe cút rồi vô mình mút lỗ 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 tá lão mình. Lấy sắt mình bỏ vô, mình làm trụ trụ tụi lum la nó vậy, thấy không? Chuẩn bị xây dữ dằn. Nó bây giờ Phật tử người ta khắp nơi nơi chuẩn bị dưới Quan Âm ta về, bắt đầu là người ta nghe những đức nói vậy ta cầm tiền tới. Thôi ta cầm tới rồi bắt đầu gặp Hòa Thượng. Nhớ nè, Hòa Thượng ngày lớn tuổi, thấy không? Thì bây giờ Hòa Thượng ngày có cái tâm nguyện xây chùa. Mà đã là xây chùa thì phải có tiền mới xây chứ trời. Các vị công nhận không? Làm cái chuyện tốt nhưng mà phải có tiền mới làm được chứ. Nên bây giờ mình khắp nơi nơi, bây giờ mình về mình coi, bây giờ mình được có chùa gì nhờ Hòa Thượng xây với ai? Thì giờ ngài thiết kế, ngài xây hết trơn. Những đức thì có cái duyên với con người, nuôi con người. Nhưng khi những đức nuôi con người thì có Hòa Thượng xây chùa. Nếu mà không có Hòa Thượng xây chùa, những đức không xây chùa, sao những đức nuôi con người đây? Nên giữa hai thầy trò với nhau là giống như mà gọi là thằng củi với cây đa. Không thể nào thằng củi mà không có cây đa, mà không thể nào cây đa mà không có thằng củi. Công nhận quý vị, rõ ràng luôn. Chắc Hòa Thượng ngày ngồi phía sau, đừng nghe nghe. Ngồi phía sau từ đêm tới mỗi tuần thứ bảy. Wow. Cái mép bên đây nè quý vị, có cái phòng cuối cùng. Khi mình đi ngang là đảnh lễ Hòa Thượng, chào Hòa Thượng cái. Cái tâm trạng người già quý vị biết không? Là khi lớn tuổi rồi, cái người ta thường lớn tuổi giống như là mình còn trẻ, mình đương thời như những đức đó là tuổi trẻ đương thời quý vị. Nó ít có cảm giác bị cô đơn lắm. Đương thời khi mà người già giống như người ta làm việc mà người ta về hưu, mình đến mình thăm người ta, người ta mừng. Lớn tuổi quý vị. Mà người già cái công cán Hòa Thượng quá lớn, nên mình đến mình đảnh lễ, mình chào Hòa Thượng một cái. Rồi thí dụ như mình muốn cúng dường Tam Bảo, mình gặp Hòa Thượng mình thà mình cúng dường Hòa Thượng cũng là cúng Tam Bảo. Thì cúng ở đây cũng đưa Hòa Thượng, mà mình đưa Hòa Thượng lại thấy vui lắm. Hòa Thượng thấy mình tưởng nhớ đến cái công sức của Hòa Thượng xây chùa. Mình giống như cái người ta làm một cái gì đó mà mình cùng với cái nguyện người ta làm, người ta vui trong lòng nữa lắm. Rất là vui, quý vị hiểu không? Giống như những đức hướng dẫn người niệm Phật mà quý vị dẫn người đến niệm Phật là những đức thương quý vị liền à. Mà quý vị không dẫn đến là những đức ghét. Ngộ gì đó. Nó nên đủ mà kêu dẫn đến đông đông là những đức phái. Tại vì đức thích gì hướng dẫn ta niệm Phật. Còn bây giờ quý vị đưa cho Hòa Thượng để xây chùa. Thí dụ như quý vị nói, trời Hòa Thượng mà thiệt Hòa Thượng xây,
ổng thiết kế chùa chiền quý vị thấy cũng đẹp, đẹp lắm chứ, hàng lối ngay ngắn đàng hoàng, hiểu không? Mình gặp bà Thượng, mình nói bà Thượng ơi, con vô chùa bà Thượng thấy gì đâu, bà Thượng thấy chùa đẹp quá trời đẹp, chùa gì đâu mà khang trang, hàng lối y gan Cực Lạc, hiểu không? Nói bà Thượng ừ để tao xây tiếp tục đó, hiểu không? Cái duyên của hòa thượng này làm được quý vị ơi. Cái xây chùa không có đơn giản đâu nghe. Trời ơi, có những người ta có tiền mà ta xây không có được đó. Xin giấy phép không có dễ đâu. Cái duyên hòa thượng là đặc biệt cái duyên xây chùa quý vị à. Nên từ nơi đó mà mình đã gặp được cái duyên gì mà gặp ngay cái điểm tu tịnh độ nữa chứ trời. Nếu như mà cái nơi mà xây chùa được mà không có người hướng dẫn tu tịnh độ, mà chùa nó vắng tanh, vậy thì quý vị thấy nó, mình đầu tư vào nó không phù hợp. Mà cái nơi này nó quá phù hợp là do con người về ào ào. Bây giờ quý vị coi đây, mới đây mà 400 rồi còn gì. Bây giờ ở đây hết năm nay mà 600-700 bây giờ. Tính ra cấp lập đạo tràng tới bây giờ nửa năm chờ. Từ khi qua đây tới giờ lập mới có nửa năm. Nó vậy mà bây giờ nay 400 rồi còn gì. Hết năm nay mà đây 700-800 bây giờ. Hai dãy nhà bự này đầy bây giờ đây nè, xong cái hai dãy nhà bự này xong là đầy nè, chứ quý vị coi nè. Quý vị coi bây giờ về ở phòng có nhà vệ sinh, giường chiếu mua sẵn hết trơn. Vô ở niệm Phật thôi. Ai có cúng giường thì tam bảo tu phước duyên, không có thì thôi. Lo chọn gói, chỉ cần chấp hành niệm Phật đàng hoàng, lo tu, sống cuộc đời còn lại không cần bận tâm. Chùa có quan tài sẵn. Nghe ơi, cậu là trời. Mới nói phòng vệ sinh ngon lành, nói câu sao có quan tài lớn thì ai cũng chết, nên chuẩn bị quan tài sẵn luôn. Nó phòng hộ niệm bữa nay sắp sửa lập ngói à, thấy chưa? Nó những Phật tử cúng dường nay đó, nhà nào hộ niệm xuất hiện rồi đó, lập ngói đàng hoàng thấy chưa? Rồi kế một bên đó xin một hòa thượng cái phòng, làm gì không? Để quan tài chơi lần 50 cái quan tài để dành luôn. Sau này bên đây quan tài xài đắt lắm, đây xài nhiều, không hộ niệm đó xài dữ lắm cho quý vị thấy. Mà 700-800 người, cả ngàn người trong đây thì quý vị coi chết lại gai hoài, đắt lắm, không có ế đâu sợ. Coi cô kia cô nói con phát âm cúng quan tài, nhưng Đức nói bà cúng quan tài đi, sau này bà nằm ở đâu cũng có quan tài. Nhân quả mà, hiểu chưa? Đó thì vị biết rằng là khi mà hòa thượng ngài làm vậy, những Đức đã phát cái tâm rồi. Những Đức nói là bây giờ hòa thượng 82 tuổi, hòa thượng làm tới đâu những Đức làm tới tới đó với hòa thượng luôn, làm hết máu luôn, làm luôn. Bây giờ hòa thượng 82 tuổi rồi, cái đây là cái đoạn đường kết luận của cuộc đời xây chùa của hòa thượng. Mình gặp cơ hội này là mình kết luận luôn, nó mình kết luận được rồi đó quý vị, nên những Đức làm tới luôn. Nên những Đức mà mỗi lần mà gặp hòa thượng, những Đức nói xây nữa đi hòa thượng, còn chỗ đó rộng đó đất xây hết đi, tại vì hòa thượng xây được, sau này những Đức xây không có được. Trời ơi, cái duyên của mình biết mà, đụng vô một cái là không được, nhưng hòa thượng này lại được. Nó, nhưng mà người khác đụng vô cái việc nuôi con người của những Đức là không được đó, chứ không giỡn đâu chợ. Nhưng mà những Đức lại nuôi con người được, nhưng mà đụng vô xây chùa không được đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ sau này nè, ở ngang đây nè là một cái đạo tràng nữa nè, tại vì quá rộng rồi, cái đất Đại Tùng Lâm nó quá rộng rồi. Rồi tuốt ở ngoài cổng chùa á, là ngoài đó sau này một đạo tràng niệm Phật là nuôi các cụ ông. Các cụ ông đó, các ông là có tương lai rồi đó. Ừ, các ông là có tương lai, là có một đạo tràng các cụ ông rồi đó. Là hòa thượng sẽ xây 3 dãy nhà ở ngoài trước đó. Đó là có chánh điện đồ đàng hoàng luôn. Là tuốt ngoài trước cổng á, là có một đạo tràng nuôi các cụ ông niệm Phật. Đó. Đây làm dữ dằn không? Nó còn ở đây quý vị nhìn cái lượng đất kìa. Quý vị ra đây quý vị đứng mới thấy đất chưa? Rộng quá trời luôn. Mà mình nói đất ở đây đúng là tắc đất tắc vàng đó quý vị, đây nè. Không đơn giản đâu.
cái mặt tiền ở đây là dữ dằn lắm á, mà đắt vậy đó. Mà nó từ đó nó chạy dài qua đi Viện Thiện Hoàng nghe, rộng đến mức vậy đó. Đó, nếu mà ở đây mà sau này mà xây hết trơn lên á, trời ơi chắc nuôi chắc 5.000 bà già. Đừng có nói biết bao nhiêu người già mà nói. Nên trong lòng nhà Đức nói bây giờ phải làm từng khúm, đừng có một cái một mà nó dính hết. Giống như ở đây là một đạo tràng, là đây những quan quản lý đúng không? Tự nhiên mọc thêm một cái nữa thì thầy nào quản lý? Những Đức là tổng kết, mọc thêm cái nó thầy nào quản lý, mọc cái nó thầy nào quản lý. Nhưng phải đi đúng cái tư tưởng của những Đức là thành công liền, không nói vòng vo. Cứ như vậy là thành công, mà mấy thầy mình sau này rất là giỏi. Tại vì mấy thầy được rèn luyện hết trơn rồi. Những Đức thì điều hành với thầy làm y rang như vậy thành công. Nhưng những quán đây giờ cũng giỏi. Nó bây giờ cũng biết lo làm việc đồ quá trời, quản mấy trăm người, coi đồ nhiệt liệt hết mình, mà ốm như ốm nhách. Như ốm nhách luôn. Không, nhiệt liệt hết mình. Những Đức nói đừng có sợ những quan, có xương sợ gì không có thịt. Cái làm tới thì nó ốm, mai mốt tự nó mập à. Cũng như ông Vận Đại, ai mà ngờ ông mập đâu trời. Hồi ơi, ổng ngày xưa ổng ốm còn hơn Vận Quang, da bọc xương, ốm dữ lắm. Đi mà gió thổi mây bay mà. Vậy mà bây giờ nay ổng mặc ổng hảo tướng quá trời luôn. Vận Đại á. Mà ông Vận Đại ông đó cũng có duyên chia sẻ tịnh độ lắm á nghe. Duyên sau này đặc biệt á. Nhân Đức nói rằng ông cứ nghe lời Nhân Đức, Nhân Đức sắp xếp cho. Sau này là ổng có tương lai ngon á chứ không dẫn đâu. Có duyên với tịnh độ chia sẻ nhiều người nghe. Còn Vận Thịnh thì hơi ít hơn. Vận Thịnh thì hôm nay cũng nói chuyện được lắm rồi, nhưng mà duyên thì không bằng Vận Đại. Nhưng mà trước sau gì cũng sẽ có thôi. Cố gắng đi, nỗ lực lên. Nó rồi 19 tháng 2 này nó 18 chú cũng đi theo Vận Đức thời gian lâu. 19 tháng 2 dưới Quan Âm cho mấy ông xuất gia. Vì sao? Vì bên đây Đại Tùng Lâm lớn quá. Bây giờ đào tạo cho những con người xuất gia này, Hòa Thượng còn tại thế, Hòa Thượng cạo đầu xuất gia cho. Rồi xong những đức đào tạo mấy thầy này tiếp tục để làm chi? Tiếp tục gánh vác đạo tràng, để theo tư tưởng của những đức nuôi người già. Có nghĩa là mình đã làm thì không thể nào một mình làm mà thành công được. Phải đào tạo ra những con người có tâm huyết. Nên hôm qua những đức có một cái buổi chia sẻ mà là vì sao tôi xuất gia. Hôm qua đó chia sẻ đó, tại vì mà ngay lễ như Đức lưu bu, nó không chia sẻ được, chia sẻ trước gài dựng cho mấy ổng luôn. Có một bài chia sẻ. Rồi 19 tháng 2 thì buổi sáng xuất gia cho 18 chú ở bên chánh điện, bên chánh điện Vạn Phật. Rồi tất cả mấy đạo tràng qua để làm lễ. Còn mình thì bữa đó mình vẫn bình thường bên kia, bên hộ pháp. Vì thấy có công việc quá trời luôn mà bố trí từng chút từng chút. Hôm qua mà xin Hòa Thượng xong hết, bắt đầu là đặt pháp danh cho mấy ảnh. Đặt pháp danh xong rồi chiều những đức đi kêu mua cho mỗi ông 2 bộ đồ, rồi với kem đánh răng bằng chải đồ, rồi với 2 cái khăn, ông 2 cái khăn, rồi với cục xà bông thơm. Thấy chưa? Xong bắt đầu gói vô một phần quà. Tại vì cái lễ xuất gia mới 18 chú đặng mà thời gian ta ở chùa lâu. Ví dụ như mình ở ngoài đời mà thí dụ như mình nhìn thấy mà ai mà có vợ có chồng mà làm mà heo hút quá mà thấy tự nhiên thấy cũng tủi. Một lần lên xe bông mà thấy nó yêu hắt quá, không tủi vậy, thấy tủi thân vô cùng, hiểu không? Nó bắt đầu sau này khi mà ngồi nhắc lại nó trợ ngày xưa mà lúc mà tôi cứ bà làm sao nó đơn giản quá, lúc đó nghèo. Thấy không? Có những người ta nghĩ lại tình xưa nghe. Nó bây giờ thôi tôi bù đắp lại, một là tôi thương bà nhiều, hai là tôi mua vàng bạc châu báu tặng cho bà để mà nghĩ đến cái ngày cưới. Ngày xưa nghèo quá, cưới bà mà cho có một đôi bông với sợi dây chuyền với chiếc nhẫn nó xíu. Bây giờ mà tôi thấy tôi thiếu sót quá. Bây giờ tôi thương bà ngay cái ngày mà đám cưới, bây giờ giống như mua quà lại, tặng lại, bù đắp lại. Thấy không? Thì mình nghĩ rằng cuộc đời có người một lần lên xe quá. Thấy không? Nó bây giờ mấy ông này cũng một lần được xuất gia. Nó cũng là đời con người ta một đời quý vị. Ngoài đời là một lần xuất gia, bây giờ là một lần xuất gia. Mình cũng làm bành tráng một chút. Hiểu không? Nó cái lễ cũng có người đồ tổ chức đồ cho nghiêm túc. Rồi xong rồi tặng quà đồ, có phần quà đồ gói đồ.
Rồi bắt đầu là cha mẹ đồ đến đồ, người thân đến đồ chứng minh cái ngày mà con người ta xuất gia. Rồi có hòa thượng làm chủ lễ, rồi hòa thượng dạy vài lời, rồi quay lại làm động viên kỷ niệm. Nó có nghĩa là mình làm hết mình vì người ta đi. Mình nghĩ vậy, những đức nghĩ tính từng chút từng chút từng chút, rồi thỉnh ý hòa thượng xong hết trơn. Những đức bố trí hoàn toàn hết. Rồi bữa đó những đức cứ bên kia hướng dẫn Phật tử tu bình thường, còn bên đây cứ là duy trì cái lễ xuất gia cho các chú, đâu vào đó chứ. Không có đơn giản quý vị, nhiều việc lắm á. Đó. Nên từ nơi đó mà những đức mong những cái chú này, hồi tối ngồi nói chuyện những đức nói là mong các chú sau này xuất gia ba tiêu chuẩn mấy anh em không phải đi đến con chỗ này nghe. Đó, đó là những đức nhắc mấy anh em trong chùa mình thôi nghe. Mấy anh em cái đầu tiên của người ta hướng đến xuất gia, mình đưa tư tưởng cho người ta. Thấy không? Cái tư tưởng là cái quan trọng mà. Thì những đức nói với mấy anh em là điều thứ nhất, xuất gia không phải đi cầu chùa cao Phật lớn. Mấy anh em phải nhớ điều này. Điều thứ hai, xuất gia không phải nghĩ mình làm thầy bà người ta mà đi xuất gia. Điều thứ ba, không phải xuất gia là để cầu người ta cúng dường tiền nhiều, không phải. Mà mục tiêu chúng ta đi xuất gia là để chúng ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này mà chúng ta được xuất gia. Rất rõ ràng. Đó là những đức hướng dẫn các anh em trong chùa mình thôi. Còn cái việc người khác những đức không có dính dáng tới. Tại vì người ta cái duyên xuất gia mình phải đưa người ta một tư tưởng chứ. Giống như mình mà ai dạy mình một tư tưởng là nó hình thành luôn á. Cái ban đầu á, người ta nói dạy con dạy lúc còn thơ mà dạy vợ dạy lúc ban sơ mới gì. Thì bây giờ mới đầu tiên xuất gia phải dạy là từ ban đầu là tư tưởng xuất gia như thế nào, để sau này các chú này hình thành trở thành những ông thầy mà có tư tưởng rõ ràng phương hướng luôn. Những đức nói rằng bây giờ mấy anh em cứ nghĩ đi, những đức được đi tu trong khi một thanh niên ngoài đời hư quá trời, mà được đi tu đi vô chùa mà nhờ được xuất gia, mà những đức đi vô chùa bây giờ những đức nuôi bao nhiêu người già. Nếu như sau này các anh em cũng như những đức như vậy thì 18 anh em này nó lợi ích biết bao nhiêu cho chúng sanh mà nói chưa. Những đức cũng mong gầy dựng các anh em nào nuôi người già, nào biết chia sẻ tịnh độ. Giờ trước nhất bây giờ như những đại những thịnh thấy không, biết chia sẻ tịnh độ ở đó rõ ràng. Mà những đức cứ gầy dựng cứ nhắc suốt là cố gắng, dù người ta nghe ít nhưng cứ kiên trì con đường đó. Còn những quan thì gầy dựng là quản chúng rõ ràng đó, thấy không. Còn bên kia là đại tùng lâm là những lăng những trí, gầy dựng cho mấy ổng nỗ lực lên cố gắng làm, thấy không. Còn bên hộ pháp đó thì những ăn, những ngôn đồ cũng làm được hết trơn, thấy không? Nghĩa là mỗi một người bên cạnh những đức đều gầy dựng cho họ làm được hết. Mà cái tư tưởng là phương hướng, là mình đã làm, dạy họ như vậy để cùng làm. Nếu như mà cái vàng này mà họ theo con một hướng như những đức chỉ, trời ơi đúng là hòa thượng có những người đệ tử này quá tuyệt. Quá tuyệt vời luôn, nó thiệt luôn á. À, nhưng mà cái đặc biệt nhất của các thầy, các chú trong chùa mình, quý vị phải hộ trì nè. Tuyệt đối không bao giờ nói cái câu là tội nghiệp các thầy, tôi phải cúng dường cái gì cho thầy. Không, điều này là không có đụng tới. Điều thứ hai, quý thầy quý chú trong chùa mình mà xin bất cứ một cái gì là tuyệt đối không bao giờ đụng đến. Dứt sạch Phật tử mà những đức hướng dẫn là phải nghe. Thì quý vị sẽ giúp cho những đức đào tạo những chú này tương lai là những ông thầy có giá trị. Đặc biệt đó, con đường này những đức đi qua rồi. Nó con đường những đức đi qua rồi mà. Đó nên những đức nói với mấy chú chuẩn bị xuất gia, đức nói một câu này, mấy chú nhớ. Nếu mấy chú ở được một chỗ, mấy chú làm cái việc này là mấy chú xuất gia cực kỳ có giá. Có giá là ngay chỗ nào biết không? Người ta cần người ta đi vô chùa, mình là người ở trong chùa mà gọi là thầy chùa, thì ở trong chùa người ta vô người ta gặp mình thì mình có giá. Có giá, hiểu chưa? Còn nếu như mà mình không ở trong chùa mà mình đi đâu này đầu kia là mình mất giá. Thầy mình đi là mình phải đi gặp người ta, mình phải đến với người ta, mà cuộc sống người ta phải giúp mình nên mình thiếu giá. Còn nếu như mình có một trụ xứ đàng hoàng, mình cố gắng mình tu, mình đem cái pháp tu mình hướng dẫn người ta thì tức khắc mình xuất gia có giá. Không được vậy các chú, rất rõ ràng nghe. Tại vì những đức thấy rõ ràng bản thân mình nè. Bây giờ quý vị Phật tử đi đến đây, quý vị thấy những đức có giá rõ ràng mà. Quý vị quý mến, quý trọng rõ ràng luôn. Mà những đức cái gì đâu, từng là một thanh niên ngoài đời hư hỏng có cái gì đâu, mà quý vị vẫn là quý trọng mà.
Nhưng Đức thấy rõ ràng nhiều Phật tử rất là quý, như Đức rất là quý mến luôn. Nó có một cái cô kia mà cô lớn tuổi đáng mẹ, Đức mới nói một câu này: trời ơi, nhìn thầy mà con thấy tội nghiệp giống con nữa thằng. Bà thấy thương, mới nói là thấy thầy tội nghiệp quá. Như Đức nói: à, tội nghiệp cũng được, tội nghiệp là tốt mà, đúng không? Thấy mình mà ta tội nghiệp mình là ta thấy thương mình ở đó, thấy chưa? Nói mình cứ lo cho đại chúng đàng hoàng, tự nhiên thấy mình ta thương, thấy tội nghiệp. Ông thầy ông nhiệt tình. Có nhiều cô nói rằng: trời ơi, thấy mà thầy 4 ngày lại Quan Âm mà con ở phía sau con lại chung, thấy gì đâu mà thấy xót xa gì đâu. Thấy thầy lại gì thấy ghê quá. Mà thấy thầy mà quỳ xuống gì đâu mà ầm ầm con sợ sập nhà. Giết càng ngày nó càng mập. Thêm là lại nó nói giết người nó cũng mệt quý vị. Cái chân đứng lên đứng xuống nó cũng yếu bớt đi, không có giỡn đâu. Thì ngày xưa những đứa đứng nhanh lắm quý vị, mà càng ngày càng mập chân nó yếu lên quý vị. Thấy rõ ràng. Nên kỳ này là mấy cái đơn bên kia mà những đứa lại là những đứa phải lựa cái đơn cho nó chắc, cứng. Thấy mà cái chỗ mà những đứa lại thường xuyên cái đơn mấy chú bưng ra nó yếu quá, nó có miếng dán một à. Mà ở chứng giữa nó không có cái đà nào chứ. Có ngày mình lại mà nó thụng xuống, nó dính ở dưới thọt tay. Thôi là tạo. Tự nhiên lại dưới tự nhiên nó bịt xuống cái nó. Ủa đó giờ lại lâu quá biết đâu nó nứt sẵn rồi. Tự nhiên lần này sao mình nghĩ vậy nghe. Biết đâu lần này trời trời mình lại tự nhiên nó thụng xuống, nó lủng lỗ, nó lọt xuống dưới đó. Mấy cô biết sao nó trời 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 sao thầy Đức đâu mất tiêu rồi trời. Thấy vừa quỳ xuống sau cái bịch thì sao mất tiêu luôn rồi. Dính toàn ten ở dưới là rồi là cái dưới. Mà kể như là giống như mà mấy miếng dán mà kiểu nó lủng xuống một cái mà nó đâm vô bụng một cái là rồi xong luôn. Cái như lọ mọ bò vậy mà gọi là mặt mày chảy chùa máu me chảy tùm lum. Chào lại con ông thì mình thấy ghê chào. Nên cái này phải lựa mấy cái đơn cho nó cứng thiệt là cứng. Khi mình quỳ xuống nó cứng quý vị. Còn nếu mà nó mỏng nó thun. Thun như này mà đứng lên á là bắt đầu là nó thụng xuống cái quỳ xuống cái bếp. Nên từ nữa đó mà mấy cái đơn mà bây giờ mà Dựng Quang ông làm đây là cứng nè. Quỳ xuống nó cứng, nó có thế lắm quý vị. Còn bên kia là nó yếu quá. Mà Nhân Đức bây giờ 76-77 kg. Nó mập thêm, mà càng ngày càng mập mà quỳ của ngài nó lủng xuống nó dính toàn ten. Chết. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mình phải nhiệt liệt hết mình như vậy đó. Nên Nhân Đức nói với mấy anh em trong chùa, cái gì nó cũng có cái giá của nó, chừng mấy anh em cứ hết lòng đi. Mình cứ hết lòng vì người ta đi. Là tự nhiên cái lợi ích nó sẽ đến với mình cực kỳ lớn luôn. Mà mình vui lắm quý vị à. Ôi ơi, hở mà lễ xong 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy mệt là có mệt nhưng cực kỳ vui luôn. An lạc, vui, thích vô cùng. Thích bây giờ mới thêm lại nữa nè. Chứ không thích đâu có lại. Thích làm mới làm chứ. Đó bây giờ bữa đó là thu âm, thu hình được một cái điệu lễ Quan Âm rồi đó. 2 tiếng 20 phút. Thấy được rồi đó. Mà công nhận nghe quý vị, cái bữa đó lễ đông, lễ trong cái chánh điện á, tàu ơi, lễ mà 4 ngày chắc chết, chắc xỉu á, đông quá nó ngợp thở không nổi, thở chút không có hơ thở không nổi, ước mình ước mẩy chứ, trong khi lễ 4 ngày ngoài ngon thấy ghê, mà xong lễ có một ngày một trong chánh điện mà đông quý vị, quá đông người ta kính lại bích hơ lại, rồi lễ chút say sẩm. Trong bụng mình nói nay quay phim con, cố gắng con, mặt tỉnh lên con. Quay phim mà, chứ gặp mà bữa đó mà không quay phim là Nhân Đức là ngắt ngay luôn quý vị. Mà gắng, cố gắng hết mình luôn, bữa đó mà quay phim thu hình lại được luôn. Ngon lành luôn, thành chú Kiệt ông làm xong cái lễ đó xong hết trơn rồi đó. Là từ đó về sau là cứ lễ, ở xa là người ta cứ lễ ở đó. Một là nó nhạy bén, nó cũng là hoạt bát nhanh lẹ mà vui quý vị. Lễ rất là vui nghe, cái đó mà lễ mà gọi là ở nhà mà không đi đến được thì lễ cũng cực kỳ vui luôn. Lễ mình cũng cười hoài nữa, ngồi vậy đó, vui mà đó. Nên từ nơi đó mà phải, quý vị thấy không, mọi cái mình nghĩ với người ta thì mình làm được đó chứ. Mọi cái mình cứ nghĩ với người ta là mình làm được hết trơn. Mà không nghĩ với người ta là không sanh trí tuệ nghe. Mà càng nghĩ với người ta là càng thông minh, ngộ vậy đó. Và tụi ngài nói một câu rất là hay, ông chỉ cần thương chúng sanh là Phật Bồ Tát thương ông à. 100% luôn. Quý vị làm trưởng đâu, quý vị chỉ cần thương người đi tu
là người ta thương quý vị à, không ai bỏ quý vị đâu. Quý vị mà nhiệt tình, quý vị dẫn đoàn đi tu đi, tự nhiên xuất hiện Bồ Tát, tự nhiên họ hỗ trợ quý vị liền. Đừng nói chuyện giỡn chứ, kiên nhẫn mà làm đi. Quý vị có tiền quý vị làm, hết tiền có người đưa tiền ra liền. Nó lạ lắm, cái việc Phật Pháp nó ngộ lắm quý vị. Ô ô à. Nhiều người ta đặt câu hỏi, trời hòa thượng lớn tuổi vậy mà sao xây dựng hoài mà đâu có tiền hoài chảo. Trong khi người ta xây ngôi chùa, xây dãy nhà chẳng ai. Thượng xây ầm ầm một lúc mà móc móng tùm lum tùm la, tá lả bên ông quết nhà ầm ầm móc móc, đem sát kéo gì ầm ầm thấy ghê lắm. Quý vị mà bây giờ quý vị bước qua cái đường này, quý vị đi qua nơi kia ngang qua, quý vị thấy xây quá trời xây luôn, kinh luôn á, đừng nói chuyện dẫn chơi. À vậy mà hòa thượng làm là có tiền hoài luôn đó quý vị. Vì người ta hòa thượng xây như vậy mà hòa thượng ở cái phòng chút xíu à, quý vị vô cái chỗ ở của hòa thượng á là cái máy ton nó che, rồi mấy miếng mũ xanh xanh bắn xanh xanh á, rồi thích ngồi ưa ngồi chỗ đó đó, nó vậy đó, bình thường vậy đó. Xây nhà quá trời luôn, nó vì người ta mà nó cũng nhiệt tình hết mình. Phòng ốc của nhà vệ sinh được không, mà có khi mà cái nhà vệ sinh lót gạch đồ đẹp luôn nghe. Ừ, mấy vị thấy không, vì người ta nó. Rồi bây giờ bữa nay là thang máy ta đem lại ta bắt rồi đó, mấy cây thang máy đem lại bắt rồi đó, thấy chưa, làm kinh luôn quý vị. Thấy công nhận thì đúng là cái nơi niệm Phật, cái phước báo nó sao đâu quý vị ơi, quá lớn. Nó công nhận luôn á, phước báo quá lớn à, làm gì đâu mà quá trời luôn, trong một lúc mà tứ tung lang tan làm luôn. Rồi như ngày mai nè, ngày mai là quý vị biết rằng là như bữa nay là bây giờ cộng tu đây, chiều lớp đạo làm con bên hộ pháp, sáng mai cộng tu bên hộ pháp thiên tăng bên đại tùng lâm, rồi phải bố trí mấy ngày nay nhà đứng sắp xếp người nấu ăn, bố trí nhân sự phải để giải quyết cái vấn đề thiên tăng. Thiên tăng là 1.000 người nó đâu đơn giản đâu, vì nói ai cúng thiên tăng cũng được hả, có tiền kia cúng được luôn, tại vì dễ quy tụ được 1.000 người lắm mà, khó lắm quý vị. Hòa thượng mình đủ duyên phước đức, ngày quy tụ 1.000 tăng ni đồ này kia, mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này người tu đông quý vị, nên cúng dường 1.000 tăng ni bên đó, bố trí cho mấy cô qua nấu ăn bữa hồi tối, đưa qua hết rồi sắp xếp ban bệ rõ ràng hết rồi, ban nào nấu, ban nào ra đồ ăn, rồi ban nào ra bàn, rồi ban nào đứng coi bàn sắp xếp, rồi dọn dẹp bưng bê làm hết, sắp ra tổng cộng 60 cô ở bên đây để làm việc đó đó. Nó hồi tối sắp xếp hết trơn rồi đó, rồi bố trí xong hết trơn, bắt đầu là giờ như đứa hướng dẫn tu là không có dính đâu đó chuyện đó, làm xong hết rồi, sắp hết rồi, 2-3 ngày đứa làm hết rồi, bắt đầu là chiều nay lớp đạo làm con ở bên hộ pháp, ngày mai cộng tu chủ nhật bên kia, nghĩa là mỗi bên mỗi công việc làm, mà trong một lúc mà làm như vậy mà cái đầu những đức có thể mà gọi là nó hoạt bát, nó bố trí quá trời luôn, mà những đức không ngờ luôn quý vị, không ngờ tự nhiên sao mình đi tu giống như ai nhập mình quý vị, nó kỳ vậy. Mình niệm Phật thì Phật nhập mình chứ ai, mới làm dữ dằn vậy chứ sao mà làm dữ cái chợ, cái đầu sao mà tính kinh khủng quý vị, hiểu không? Rồi thêm làm gì chúng sanh nó mới có điều kiện, mà có điều kiện mới làm được nghe. Những đức nói vị có giỏi cỡ nào, cái thông minh cỡ nào mà không có tiền cũng không làm được, không có tiền là không được đó nghe, chứ không giỡn đâu. Hành đạo mà không có tiền là không được đó. Bây giờ chùa mới này một ngày không có tiền tức là sao, nếu như một ngày tu các cụ siêng năng tu mà không có cơm ăn thì sao? Bây giờ một chút nè, tu xong xuống nhà bếp ai cũng nhìn nhau đi về, thử đi rồi biết. Nó tu xong mà xuống mà gặp nhìn cái bàn cho trời sống kỳ, nay sao bàn không có gì trên chợ, hiểu không? Thấy nó sống lạ kỳ ở chợ, có thật có vật được đạo, hiểu không? Đó, nên bây giờ mình ngồi đây nghe pháp một chút lễ Phật thì ở dưới người ta chuẩn bị đồ ăn, mà mấy sư cô đi nấu ăn ngon nghe. Sư cô nấu ăn ngon đó. Nó mà quý vị biết rằng ở đây nghe, bữa đó những đức mới lập cái nội bộ bên nữ nấu ăn có 10 người, đồng vậy mà có 10 người, còn những người khác là phụ chưa quyết định thường trụ, còn nhiêu là thường trụ chỉ có 10 người đó. Nấu ăn mà chỉ có ba sư cô làm, một số người phụ nha, rồi rửa chén một cô, lặt rau một cô, những người khác phụ, chính là cái đầu vậy đó, 10 người mà cái tổ chức lớn vậy, 10 người làm. Nhưng mà trong vòng vài tháng sau, nửa năm sau
là những đứa sẽ gầy dựng thành một tổ chức liền. Cứ là gầy dựng như vậy, từ từ nó đông lên, mà làm sắc lẻm gọn ghẽ luôn, thấy không? Xuống nhà bếp thấy làm gọn rõ ràng, mà lễ vía đông đúc chẳng làm được luôn. Cái này là đúng là cái tâm quyết của người ta kinh khủng đi mới làm được điều này. Nên mỗi một con người mình, quý vị khi nghe gì rồi, quý vị thấy không, trong Phật pháp nó có một cái điều vi diệu gì đặc biệt vậy lắm. Như nhà mình mà lâu lâu đám giỗ đám cưới mình lo, trước mấy tháng mình lo quá trời luôn, còn cái này người ta ngày nào cũng vậy hết chứ, ngày nào cũng đông gì đó quý vị. Mà nội mà mua rau thôi nghe quý vị, kinh lắm. Đâu phải là nói người ta cúng rau là ví dụ như mình, người ta cúng cái là rau đó mình làm được hết đâu, đâu phải. Có những món đồ ăn nó không phù hợp vào cái món rau, mà đã lo cho chúng thì nó không ba sồn ba sực được quý vị. Đã nuôi người ta cho người ta ăn thì phải đàng hoàng, nên cái nào nó ra cái nấy đàng hoàng. Có những cái loại củ quả đem lại thì bữa nấu, có những bữa nấu không phù hợp thì phải chuyển biến ở mấy chùa kia, phải mua cái loại rau phù hợp với cái món đồ ăn bữa nay mà mình nấu phù hợp với rau, thấy không? Đó, nói mà ăn rau thôi mà mua không cũng mấy chục triệu thôi chứ, nói chuyện những chơi. Nên từ nơi đó mà mình nói rằng một cái tổ chức mà nói nếu như mà không vì người ta mà nó không có điều kiện, không có tiền sao sống. Nên quý vị thấy, những đức muốn giải thích cho quý vị nghe chỗ này để chi, quý vị thấy biết không? Cái phước của người niệm Phật lớn quá. Vậy thì quý vị muốn phước mình lớn thì phải làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật. Bây giờ những đức nói nè quý vị nghe nè, những đức hướng dẫn quý vị nghe là vì có lợi ích liền. Gia đình những đức nói họ không nghe, họ không có lợi ích. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ví dụ như anh chị những đức mà nói là đi tu một cái là cái gì? Sắp sửa cắt lúa, sắp sửa măng cỏ lúa, nhà có công việc. Còn những đức thấy có nhiều Phật tử người ta có đi đến chùa ta tu hoài mà người ta phơ phớ. Khi gặp mình người ta còn dạ xin thầy cho con cúng dường. Mình nói trong bụng trời trời sao mà hay trời, sao thấy đi tu hoài mà sao có tiền cúng dường hay thiệt á nghe. Những đức hỏi họ, họ nói ngộ lắm thầy, sao đi tu mà sao ngộ ghê, làm gì nó cũng được thầy ơi. Hồi xưa là cứ là bù đậu bù cổ mà không có, bây giờ đi tu lê rai mà làm gì là được nấy thầy, ngộ vậy đó. Đó, thấy rõ chưa? Nên có những cái gia đình nó khổ hoài luôn, không lên nổi luôn quý vị. Mà Phật pháp là họ nói câu gì nè quý vị, trời ơi ông nói vậy thôi, chứ ngoài ra mà đi tu mà không là đi vô chùa mà một ngày không làm đói mà chết, đừng nói chuyện giỡn. Thì quý vị coi chùa người ta đông gì mà họ đâu có nhìn ra chùa mình làm cái gì, chùa mình làm cái gì quý vị, kinh doanh cái gì ở trong đây. Bây giờ quý vị coi nguyên cái ngôi chùa mới này kinh doanh cái gì, quý sư cô thấy rõ ràng chùa mình kinh doanh cái gì, hòa thượng xây dựng đó kinh doanh cái gì, toàn là làm việc gì người ta mà ta đem đến rồi đưa mình làm, rồi mình nuôi người ta, mình nhiệt tình người ta đem đến đưa mình làm, thấy chưa? Thì vậy thì mình nếu như cái tâm mình thiện, ăn chay niệm Phật sống thiện, biết đủ, phước nó sanh từ cái tâm biết đủ. Nhớ, biết đủ là cái phước nó sanh từ cái tâm biết đủ, là phước nó rất là lớn. Nó lạ lắm. Có khi vị đang làm việc đó vậy, người ta đem tiền đưa mình đó, chứ không có giỡn đâu nghe. Mà ngày xưa đố mà người ta đưa cái vị luôn, mà bây giờ người ta đưa đó là vì phước mình lớn quá nó mới đưa. Đó, nên những đức nói rằng cái cuộc đời mình tại sao quý vị không sống mà quý vị biết đủ cho nó đặc biệt. Trời ơi, bao nhiêu người đi về chùa mình, người ta nghe những đức nói chuyện mà người ta áp dụng, người ta nói người ta vui vô cùng luôn. Những đức đã cái câu nói này không biết những đức nói mấy lần mà nói. Cuộc đời con người ta cứ bị khổ cái chuyện là gì? Sanh mấy đứa con, rồi bây giờ phải nghĩ sự nghiệp cho mấy đứa con, rồi mấy đứa con này cuộc đời mình đã khổ rồi, mình sợ con mình sau này khổ. Thế mình cố gắng mình kiếm tiền bạc vật chất cho nhiều, để sau này con mình nó có đầy đủ, nó đừng có thua người ta. Cứ nghĩ như vậy mà mình làm cha làm mẹ là mình không có niềm vui luôn quý vị. Làm cha làm mẹ không có niềm vui luôn. Mình không có ngày tháng nào mà được an tâm chứ ha. Mà mình làm cha làm mẹ mà mình không vui, làm sao con mình có phước thịnh? Không có đâu quý vị à, không bao giờ có đâu. Quý vị đã quá cực khổ vì con không à, thì cái đứa con này chắc chắn là nó hết phước à. Tại vì vì nó quá
mà nó thì nằm đó để hưởng thì không được đâu. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, phước của mình là một cái lu, mà con mình phước nó là một cái ly. Quý vị có cực khổ cỡ nào đem nước trong lu đổ vào ly thì nó chỉ đậu nước bằng cái ly, chứ không thể nào chứa được nước trong lu, đúng không? Muốn con của mình hưởng được nước trong cái lu này thì phải gây dựng cho con mình có cái phước bằng cái lu, thì cái sự dung chứa của nó mới chứa được cái lượng mà nó có mà cho nó. Vậy thì nếu quý vị hiểu về nguyên lý này, quý vị sẽ không đặt vấn đề nặng nề về cái chuyện sự nghiệp cho con quá, mà quý vị đặt vấn đề là giáo dục cho con là quan trọng, và dạy cho con là một con người thiện, nghe đạo, hiểu nhân quả, sống biết thương người. Đây là một cái cách để tạo sự nghiệp cho con quý vị sau này 100%. Mà khi con đường này quý vị hiểu rồi thì những đức nói bảo đảm 100%, quý vị sẽ không bao giờ quý vị khổ, không bao giờ khổ. Quý vị sẽ không đặt cái vấn đề của ngày mai nhiều quá, quý vị không có khổ đâu. Đừng có dạy, đừng có làm cái chuyện khổ, cũng như bao nhiêu người từ xưa tới nay. Bây giờ mình là người nghe đạo hoàn toàn phải đổi khác lại, đổi khác lại. Sống những ngày tháng cho nó đặc biệt đi, để làm tấm gương cho con mình nhìn sau này, con mình học theo cuộc đời của cha mẹ xong. Đừng có nên sống với cuộc đời khổ như ông bà của mình ngày xưa, để rồi tiếp tục đời ta cũng học theo y rang như vậy mà khổ. Không nên, không nên học như vậy quý vị. Đổi lại, nó nên làm chung chung thôi, nó vừa vừa thôi, nhưng lại dẫn con cháu đi chùa. Bản thân mình được gầy dựng trong ngôi tam bảo, được nuôi dưỡng về mặt tâm linh, được sống những ngày tháng đặc biệt. Đặc biệt nhất làm nhỏ nhưng đừng thiếu nợ. Trời ơi, những đức nói cuộc đời những đức cực kỳ hạnh phúc luôn quý vị. Biết gì sao không? Không có thiếu nợ tiền bạc ai hết trơn á. Trong cuộc đời này tôi tội lỗi gì thì tôi cái việc đó tôi không biết nghe. Nhưng mà tôi nói hiện tại là tôi không có thiếu tiền ai là tôi hạnh phúc rồi đó. Còn bây giờ mình làm ăn cho lớn mà mình đi thiếu nợ người ta, quý vị thấy lo không? Lo quá trời luôn. Những đức nói thiệt chứ, nếu như mình thiếu nợ nặng người ta thật sự, của cải mình bán đại mình trả cho người ta đi, rồi từ đó về sau mình có nhiêu mình ăn nhiêu nó còn sướng hơn là mình đi thiếu nợ người ta nữa. Mình thiếu nợ người ta mình còng lưng mình làm, mình cứ đi trả nợ hoài. Bây giờ mình tính đi, cái tiền lãi mà mình trả cho người ta đã tính ra 10 năm sau mình sẽ được bao nhiêu tiền rồi. Phải chi mà mình dứt một phát một, mình chấp nhận mình trả, mình ăn ít làm ít. Vậy mà mình không có thiếu nợ ai, vậy mà mình rất là tự tại nghe quý vị. Đó, nên nếu quý vị mà học Phật mà hiểu cách sống á, thì cuộc đời biết an phận lắm. Mà sống những ngày tháng người ta ngưỡng mộ mình không à, tại vì mình thoải mái quá, không có nặng nề. Đây là chính bản thân những đức này, làm bao nhiêu chuyện mà những đức đâu có thiếu nợ ai đâu. Có thì làm, có thì thôi chứ. Cái việc gì mà tốt mình làm mình nêu lên, ai làm thì làm, làm thì thôi. Chứ trời ơi, đi mượn nợ người ta gì trời. Mượn nợ mà làm chết luôn. Thí dụ như bây giờ ở trong chùa gì mà giờ xây chùa mà thấy làm việc thiện tốt quá, chạy đi mượn nợ mai mốt lỡ chết bất tử rồi, chắc thiếu nợ mà đọ luôn. Không dám làm chuyện này đâu. Mình làm việc Phật pháp thì mình tùy duyên. Cái việc này làm cho chúng sanh thì mình làm, mình nêu lên. Ai có tâm thì ta làm, có củ ít lòng nhiều, chút gom lại cùng để mà làm việc tốt. Còn ai không làm thì thôi. Hiểu được những nguyên lý này rồi thì quý vị thấy sống tự tại không? Những đức ngày nào cũng sống vui chứ. Nó thật sự mà nói, tuy công việc nhiều vậy chứ thoải mái lắm. Ăn ngon ngủ yên, thường cười nhiều. Thường cười nhiều. Cái bà Phật tử ở nước ngoài bà nói một câu đúng, thầy nói hay. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đúng, hay. Cười đi thì nó ngon lành là chứ cái gì đâu. Trời, cuộc đời con người mà nó có nụ cười là nó có hạnh phúc liền. Chứ không có giỡn đâu. Nên quý vị biết rằng mình chỉ cần có nụ cười là tự nhiên cuộc đời mình có cái niềm vui tuyệt vời lắm. Thí dụ như cái bữa giảng ngày hôm nay nè, cái lo này nó bị nặng nha. Khi nói chuyện những đức muốn lên không nổi. Cái lo nó nặng là nó vậy đó, muốn lên không nổi. Thường những đức giảng là cái tông những đức nó kinh lắm. Giảng càng về sau là nó ầm là cái người nghe ở dưới nó hứng lắm nha. Chứ không giỡn đâu. Nhưng mà khi nó lên không nổi vậy, nói mà nó gặn lên không mà lên không nổi, đè lại. Nó giống như cuộc đời của mình mà trời ơi, ngóc đầu không nổi. Ngóc đầu không nổi là cái gì? Vì nó là không giàu, không phải. Cái chuyện giàu nghèo nó là cái vấn đề của phước duyên.
cái ngóc đầu lên nổi là ngay cái chỗ gì? Con người bị phơ phớ à, nghèo nhưng mà phơ phớ à, đó là lên rồi đó, chứ bây giờ đâu nghe lên rồi đó, nghèo phơ phớ à, là lên rồi đó. Chứ đừng có nói, đừng nói mà giàu mà mới ngóc đầu chưa chắc. Có những người giàu mà rất nặng nề, đây vẫn là không ngóc đầu lên nổi đó. Nên quý vị là người nghe đạo là cái người gì? Là cái người lúc nào cũng phơ phớ chứ. Đừng có tạo thêm cái phiền phức cho mình, hiểu không? Đừng có tạo thêm cái phiền phức cho mình. Nói tôi vì con, tôi vì chồng, vì vợ, vì chồng, vì gia đình. Phan hả, nặng nề cái chỗ này. Quý vị nặng nề cái chỗ này quá là trước nhất quý vị ngóc đầu không nổi. Mà quý vị là người chủ gia đình mà ngóc đầu không nổi, vì người thân quý vị sao ngóc lên nổi. Cái này là cái quan trọng nè. Bây giờ nếu như mà hòa thượng này không phơ phớ thì những đức làm sao vui? Hòa thượng là cái gốc, hòa thượng vui là những đức sẽ vui, những đức vui chúng sẽ vui, đúng chưa? Rõ ràng nè. Bây giờ Phật tử về đây, nếu những đức mà là người không thoải mái vì về đây nghe làm gì? Nghe cái gì nó nặng nề chết được luôn á, bước vô một cái là mệt mỏi. Sắp sửa với Quan Âm tới, mệt quá, đuối quá, đúng không? Nó, mà có khi ta thấy nó làm như là nó mỏi mỏi, như hồi sáng nhà Đức qua đây nè, hồi tối thì nhà Đức làm việc sắp xếp nhiều công chuyện quá, cái đầu nhà Đức nó cũng mỏi chút xíu quý vị. Hồi sáng á, hồi nãy đó nhà Đức nằm qua đây nè, nhà Đức nằm, nhà Đức nó để niệm Phật một chút, niệm Phật chút sao nó ngủ luôn trời, ngủ quên đó quý vị. Giật mình cái nhà Đức nhìn cái trời trời, còn 10 phút nữa 9 giờ phải không, sao đồng hồ ngủ trời, sao kỳ vậy? Vậy mà nhắm mắt một phát mở mắt ra mà hơn nửa tiếng đồng hồ quá trời. Nhắm mắt một phát mở mắt ra hơn nửa tiếng, ghê chưa? Giống như giấc ngủ như Đức nó sâu sao đâu. Nhắm mắt mở mắt ra hơn nửa tiếng đồng hồ, giật mình cái ngồi vậy, trời ơi chết trễ rồi. Hình như trễ phải không quý vị? Ở đây như là đứng là lâu rồi, niệm địa chung rồi, như Đức chưa qua lâu đúng không? Thường là 8 giờ rưỡi, nãy là hơi trễ, ngủ quên quý vị, nằm ngủ quên luôn. Vừa qua vậy mà sẽ qua gặp hòa thượng nghe. Gặp hòa thượng xong đi về đó niệm Phật chút tí, nhắm mắt ngủ liền luôn trời. Giống như cái con người mình nó mỏi, nó muốn ngủ thì sao đâu. Nằm xuống cái ngủ luôn, không có biết cái gì luôn. Mở mắt ra cái thấy còn 10 phút nữa 9 giờ. Từ nơi đó thì biết rằng là nếu như mà những đức mà nói ví dụ như đức mình mệt đi, nằm xuống cái như đức ngủ một tiếng ngồi khoe rè. Tại vì như đức có suy nghĩ gì chứ nghe. Nói nếu quý vị mà làm được cái điều này, trời ơi, cái bộ não quý vị nó đặc biệt lắm. Mà nãy như Đức ngủ, Đức gì mình Đức giật mình đó nghe. Mà nhìn Đức qua mà cái kiểu đó là sao? Giảng pháp mới vô là nó lực bực, tại cái đầu mình nó vừa nhắm mắt nó ngủ á. Mà nó ngồi vậy thì nó phải cần hồi phục lại cái bộ não mình. Nó bộ não đó mà nó ngủ cái là thức dậy, vừa thức là bắt đầu là con người nó hơi mê mê nghe quý vị. Nhưng mà vậy mà như Đức lăn xăng chạy vô, như Đức rửa mặt, lau mặt rồi sẹt đắp y đi sẽ chạy qua. Vậy mà qua đây cái tiếng mà nó còn khao khao vậy, thấy không? Nó vậy đó mà vô, mà bây giờ cũng vô tông đàng hoàng, ngon đâu, thấy không? Ngon cái gì ở đâu thấy chưa? Chứ nếu mà trộn nó mà mỏi mệt mà cái kiểu cái đầu mà nó không buông, không có giảng đâu quý vị, nó không buông được những công chuyện này kia, nó không có giảng đâu đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật này vi diệu lắm. Những đức nói là thường là những đức cái trước khi lễ Phật là phải lại Phật. Hồi nãy không lại Phật qua là lù khù đó. Không lại Phật qua lù khù đó, thấy chưa? Thường là gì? Là lại Phật được mười mấy hai chục lại là đó tỉnh veo liền, qua cái tiếng ầm ầm, tiếng ầm ầm liền. Nên quý vị nói là một ngày hai thờ, sáng tối đừng có bỏ cái môn lễ Phật. Đừng có bỏ, đừng có nói rằng cái thời gian để làm việc. Vì lễ Phật đi, vì làm việc ngon lắm. Mà cái bộ não tỉnh, vô cùng tỉnh. Công nhận cái môn lễ Phật này cực kỳ hay luôn. Cái môn lễ Phật này hay dữ lắm. Đừng có bỏ nghe. Hai thời sáng tối đừng có bỏ. Cứ duy trì đi rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị thay đổi liền. Nó cái thời khóa đó đó, mãi mãi cuộc đời của mình tới giảng sanh thôi. Giữ duy trì hai cái thời khóa đó. Cứ hai thời niệm Phật lễ Phật. Còn nếu bữa nào bận quá lễ Phật một thời, nhất định phải duy trì được một thời lễ Phật 45 phút. Đừng có bỏ, phải nhớ đó. Tại những đức thấy nó quá quan trọng rồi, quá quan trọng rồi. Ôi ôi quý vị biết chùa mình già nhiều gì mà trời,
khỏe là nhiều. Là vì sao? Một ngày 4 thời tu, một ngày 4 thời tu, chùa nó rinh rang, vui vô cùng, không có buồn. Đó, nên nhà của mình nghe quý vị bị bắt niệm Phật xung quanh. Đi đâu quý vị cũng nghe câu Phật hiệu chứ. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, nghe chưa? Bắt điều niệm Phật lên đeo. Đi vô chợ rồi lãng lãng được chứ. Bình thường gì đâu. Cứ làm đi. Nên mấy bà ai cũng có máy niệm Phật hết chứ, thấy chưa? Đó. Cứ là đeo máy niệm Phật rồi bắt điều niệm Phật, cứ nghe suốt như vậy đó, giết nó quen. Còn ở nhà là trên bàn thờ á, là để cái máy niệm Phật điều hộ niệm trên bàn thờ cho ông bà tổ tiên mình chưa siêu nghe. Rồi một ngày phải bắt pháp 2 lần cho ông bà tổ tiên mình nghe pháp mới chịu niệm Phật. Chứ không bắt niệm Phật ông bà tổ tiên mình không biết. Hay không, phải bắt pháp cho họ nghe, nghe rồi họ mới niệm Phật. Đó. Thì gia đình mà âm siêu thì dương lợi. Âm siêu thì dương lợi liền vậy đó. À, người âm họ không siêu á nghe, là quý vị là người còn sống phiền phức với họ đó. Chứ không giỡn đâu. Một ngôi chùa này mà nếu mà không tu á, quý vị vô nó không phải sáng sủa gì đâu. Cái ngôi chùa mà không tu đó nghe quý vị, bị vô nó u ám kỳ cục lắm. Ồ, nó mờ mờ ảo ảo kỳ lắm đó. Nhất là cái nơi thờ linh. Cái nơi thờ linh của chùa chiền, nếu mà quý vị mà để máy niệm Phật đồ cho nó xuyên suốt, bắt đèn cho sáng lên, nhất là cái nơi thờ linh đó nghe. Ví dụ như nhà mình mình thờ mà ông bà tổ tiên hình ảnh mà nhiều đó quý vị, mình làm lại hình cho nó gọn lại. Chứ đừng có để hình mà ngày xưa mà hình bự, hình nhỏ, hình trắng đen, hình vàng, hình đỏ. Đừng có để tâm lum. Chụp hình tấm hình đó lại, gỡ tấm hình lại, gọn lại. Một khuôn hình cho gọn lại. Mình thiết kế trên cái bàn thờ cho nhìn nó coi được. Khi mình vô mình tu, nhìn nó phong thủy. Còn cái kiểu mà hình ngày xưa mà hình bự, hình trắng đồ, tùm lum hình đó, mà chụp hình đứng đồ, quần đen, áo trắng đồ, nhìn thấy cầm gậy, cầm gì tùm lum tùm la. Mình lên có khi một mình vô, mình bước vô mình tu, mình nhìn cái mình hơi ớn ớn, không có giỡn đâu. Mà trên bàn thờ tự nhiên bằng đêm mà kiểu mà mình nằm ngủ mà cái giường của mình ngủ mà nhà, mà nhìn lên bàn thờ thấy hình bự bự, nửa đêm mình thấy đèn leo lét. Bằng đêm mà nhiều mình mà yếu yếu bóng vía, mình nhát cái mình nhìn tại ôi sao ông bà tôi thì cứ nhìn con hoài vậy trời. Mà nó sợ là thấy người ta cứ nhìn mình hoài ha. Hay à, cái đó là phong thủy không tốt. Cái đó nhìn là phong thủy không tốt, mình sợ là phong thủy không tốt. Thì làm sao? Chụp lại, gửa lại hình cho gọn lại. Hiểu không? Ở dưới ghi tên, ví dụ như ông Hồ Văn Hiền. Cái hình nhỏ lại ghi dưới cái tên Hồ Văn Hiền. Rồi mình làm một cái một, nó bằng thẳng trên dưới, hàng lối nhỏ 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 gọn. Mà tên ví dụ ông bà tổ tiên Hồ Văn Hiền. Tên gì mình ghi dưới nhỏ 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 gọn gọn lại hết. Mình làm lại hết. Tức khắc cái bàn thờ thờ nghe, để có đèn sáng đàng hoàng. Đừng có đèn đừng có để cái đèn đỏ quá. Cái đèn màu đỏ quá bằng đêm mình thấy cũng ớn lắm, không có giỡn nghe quý vị. Ừ, phòng thờ á, phòng thờ mà để đèn đỏ quá đó, đừng có đèn quá xanh. Đỏ quá, xanh quá cũng không được. Không có đèn làm sao mà nó sáng trắng á, để chi nó sáng vàng trắng á, thì tự nhiên nó nhìn bước vô nó thấy thoải mái lắm, không có sợ. Nhưng mà đèn màu xanh, màu đỏ là tự nhiên mình nhìn cái mặt của mình thấy nó cũng kỳ kỳ nữa. Là tự nhiên nó bước vô cái phong thủy nó không có đặc biệt. Quý vị biết rằng nhà của mình lớn nhỏ gì không biết, nhưng mà cái cách trang trí trong nhà mình mà bước vô một cái á, đi làm gì đó nghe, mà vô nhà một cái là thấy thích. Là quý vị biết cái từ trường nhà quý vị gọi là gì? Phong thủy tốt. Phong thủy tốt nó hỗ trợ rất là lớn đó quý vị. Tại vì con người mình vẫn bị còn phong thủy nó đè áp mình. Ví dụ như bây giờ quý vị ngủ đi, quý vị nằm nhìn lên cái trần nhà quý vị đi. Trần nhà quý vị mà bằng khoảng đồ đàng hoàng, quý vị thấy yên tâm. Nhưng quý vị bước vô nhà, quý vị nằm ngủ, quý vị nhìn lên cái trần nhà, thấy cái trần nhà nó nghiêng. Trần nhà nghiêng hoặc cong, hoặc trần nhà sắp sửa rớt xuống. Quý vị nằm quý vị nhìn ớn quá. Hoặc là cái quạt gió, quạt gió mà nó quay nó làm nè, ẩn trong bụng mình nói vậy nè, nó mà rớt xuống mà chết luôn á, trời trời, đó là phong thủy xấu rồi đó. Nhìn lên mà thấy vậy là phong thủy xấu. Thí dụ như bây giờ mấy cái quạt nó quen gì đúng không, quý vị ngồi đây quý vị nhìn lên thấy có một cái quạt mà nó ẩn mình nói trời trời, nó rớt xuống mà chết, thôi 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 tránh chỗ khác,
Hôm đó đó gọi là nhìn lên sợ phong thủy sợ. Đó, mình á quý vị, tôi nhìn nhận vậy đó, từng chút mình điều chỉnh lại cái nơi ở của mình. Thì tự nhiên quý vị về nhà vì thấy nó thích thú, trong tâm trạng vì nó rất là thoải mái. Như vậy thì cái nơi mình ở, mình đi đâu mình trở về, mình ở rất là thích. Còn nếu như mà mình đi thì mình thích, mà mình trở về nhà mình không thích, thì đây là vấn đề rồi nè. Vấn đề vậy. Chồng vợ con mà đi chơi thì thích, mà về nhà không thích là có vấn đề. Nên phải hỏi trong người, người trong gia đình mình là tại sao đi hoài, nguyên lý cái gì, hỏi ra để điều chỉnh lại, để làm sao đi ra ngoài về nhà thích. Như vậy thì tốt, tốt liền. Như bây giờ vì coi này, như Đức ở chùa là thích nhất luôn đó, thích ở chùa nhất, không muốn đi đâu luôn. Thấy ở chùa mình là thích nhất rồi, ở nơi mình là tốt nhất rồi, nên nơi nào như Đức ở là phong thủy tốt. Nó bây giờ quý vị xem đây, phải quý vị có khi những người mình đi ra ngoài mình thích, về nhà mình không thích, về nhà mình không bao giờ thích, mà mình ở nhà nhiều nhất mà về nhà lại không thích. Đây là vấn đề phiền phức nè. Vấn đề này là không thịnh được cái gia đạo, cái gia đạo này không bao giờ thịnh. Nó nên mình là một người phụ nữ mà chồng mình đi đâu nó vẫn thích về nhà là nhà này tốt, mà chồng đi mà không chịu về là nhà này có vấn đề, có vấn đề liền. Nó bây giờ phải tìm hiểu ra cái vấn đề từ đâu, từ vợ hay chồng hay con hay nhà, phải tìm hiểu hỏi ra hết để điều chỉnh lại cái gia đình này, điều chỉnh lại gia đình nó thịnh liền, tốt liền đó quý vị. Đó là những điều mà quý vị đi về đây á, từ câu Phật hiệu mà những Đức giải thích rất là nhiều thứ để chúng ta nghe, để chúng ta học tập, để mỗi một con người chúng ta về mặt tâm linh nó phát triển lại, để mà mỗi một con người mình sống đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc và niệm Phật, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Cực Lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.